không phải như mấy thằng rồi bây giờ để lại một cái coi. Rồi để tiếp tục coi như là review trực tiếp đề máy và xem xét về người đẹp Mitsubishi đến từ Nhật Bản 2200 của một người Anh, một người Anh tay nghề máy cày hơi bị lâu năm, rất gì là dày dặn kinh nghiệm. Rồi, ok. Cắt. Cao lên tí em ơi, cao cản lên tí. Lại tiếp tục một đêm Mitsubishi hôm nay, trưa thứ hai hàng tuần. Động cơ bài gì? Xin chào tất cả các bạn trên cộng đồng ngoài miền tổ quốc thân mến, kênh của Lê Tuấn hôm nay xin đón tiếp tất cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy hạnh phúc. Rồi tiếp tục một đêm Mitsubishi xuất trưởng hôm nay với cặp với dàn chảo năm. Bạn Văn Tùng chúng cháu hành quân. Rồi cho chủ mới lên xe đi. Chạy tí giờ trước với một tiếng máy nổ giòn giã quý vị nha, cạch và một dàn chảo năm đẹp kê kê. Rồi dàn chảo năm này bánh này các bạn ơi, dàn chảo năm của Chí Bình, nhớ đủ nhớt cực chuẩn. Rồi lên. Vui quá. Lên. Chiếc kẹt luôn. Dạ. Go. Nè. Quá ngoan cao. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, gia đình luôn hạnh phúc vui vầy. Dè luôn cái bi nha. Giờ máu đừng hồi bố cháu lại. Một khi đã máu đừng hồi bố cháu lại. Giật luôn. Một trăm bốn mươi lăm độ. Máy ngoan không? Cạch. Đấy, em đã lên Mitsubishi hôm qua chưa đầy 8 tiếng đồng hồ đã có người coi như là bê vị. Cảm ơn nha. Đấy. Em mong tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc, nhất là các bác máy cày thân yêu của em,
luôn luôn đồng hành cùng em, và em sẽ luôn luôn sát cánh cùng các bác, tìm cho các bác những chiếc máy cày đẹp nhất. Vâng, chương trình nhà trời mưa chứ, trời đổ mưa các bác rất gì khủng khiếp. Đấy. Rồi, mưa các bác ơi. Ui giời ơi. Mưa rồi. Mưa to rồi, chết em rồi. Các bác là video em nên bị mưa to các bác. Đấy. Đấy, lúc nãy vừa quay video lên cho các bác rồi, 320 triệu. 370 ngày. Và Lê Tuấn mưa quá các bác ạ, mưa thì mát nhưng mà Lê Tuấn là không đi thực hiện những công việc cho các bác được, và Lê Tuấn lúc này xin dừng tại đây, xin hẹn lại các bác ở video sau, mong các bác theo dõi kênh của Lê Tuấn, xin cảm ơn rất nhiều.